Thì lúc đầu em vẫn không tin đâu. Một trong cái đêm đó em cứ sung sướng thế em ngủ không được luôn mà. Em thức tới sáng luôn á. Xong rồi qua ngày hôm sau thì em vẫn dạng giống như là bữa đó là em vẫn giữ cái đai em ngủ luôn, em để cái đai kế bên em nè. Xong ngày mai em mở mắt thì em vẫn thấy nó kế bên em. Thì em mới tin đó là sự thật, là em đã giành chiến thắng rồi. Nói chung là cái niềm tự hào, cái sự vui sướng nó không thể tả được đâu. Có những cái bạn sớm á thì có quan tâm hơi quá xíu, là thì cứ qua nói với ngoại em là ừ sao nó là con gái mà cho nó suốt ngày đi đấm đá rồi mai mốt ai lấy nó rồi này nọ nhìn như con trai vậy á. Thì ngoại nói lại với em thì em cũng bình thường, em cũng nói với ngoại á là cái này là cái niềm yêu thích của con cứ tập thôi, còn họ muốn nói gì họ nói mà đừng có để tâm lãnh gì. Thì bây giờ con sẽ cố gắng tập luyện để chứng minh cho họ thấy cái con đường mà con chọn á sẽ tốt hơn là con đường của con cái họ chọn rất nhiều. Đó lúc mà em chiến thắng á, em chỉ muốn cái lòng tự tôn dân tộc của em nó đẩy cao nhất luôn á. Em chỉ muốn cho mọi người biết là em là người Việt Nam, em vẫn có thể thắng trên đấu trường thế giới nè. Mọi người có thấy không, có thấy tôi là người Việt Nam.